Chiến thần Thánh Y Đường Tuấn Trương 2151 nương tay cái em gái ngươi. A tha trầm giọng hỏi, Ban Đê, đây là hậu bối anh đưa đến xem cuộc chiến sao. Ban Đê hừ lạnh một tiếng nói, Ban Đê tôi chính là dòng dõi của thần, làm sao có ai có tư cách làm hậu bối của tôi được. Tôi còn đang muốn hỏi anh đây, đây là trợ thủ anh mời đến sao. A tha khinh thường nở nụ cười nói, đối phó với anh, tôi mới không cần nhờ giúp đỡ. Ban Đê cười gần nói, ra là thế vậy đây chính là người không liên quan rồi nếu tôi ra tay giết anh ta anh sẽ không có ý kiến gì đấy chứ a tha nói tùy nói xong anh ta dứt khoát lấy hai tay ôm ngực lạnh lùng nhìn anh ta cùng ban đê đều là cao thủ trên tiên bảng ngoại trừ vị đứng đầu tiên bảng của nước mỹ ra anh ta quả thật không để ai vào mắt audio điện tử võ tấn bền ban đê tay không tất sắt bóp bóp bàn tay làm phát ra một hồi âm thanh giòn giã chậm rãi đi về phía đường tuấn tràn ngập sát ý nói có thể tới mặt trăng xem ra tu vi của cậu không tệ chỉ tiếc rằng hôm nay lại gặp phải ban đê tôi anh ta vốn cho rằng đối phương khi nghe thấy tên của mình ắt sẽ vô cùng kinh hãi lại không nghĩ tới biểu tình của đối phương đến một chút biến hóa cũng không có giống như là chưa từng nghe qua cái tên này ban đê lập tức cảm thấy mình bị coi thường gương mặt lộ ra phẫn nộ đấm một quyền về phía đường tuấn trong hư không xuất hiện vệt trắng đó là do nắm đấm cứng rắn của ban đê làm phá vỡ hư không? A Tha gật đầu nói, không tệ, hai năm này của ban đê đúng là không hoang phí, có tư cách làm đối thủ của mình. Anh ta cũng không thèm nhìn đường Tuấn, một quyền này của ban đê, nếu là anh ta cũng phải cẩn thận ứng phó, huống chi là một kẻ trẻ tuổi vô danh. Có thể chết ở dưới nắm đấm của tôi, cậu nên thấy tự hào. Ban đê cười đắc ý. Em mờ thanh đột nhiên im bặt. Nắm đấm của ban đê bị đường Tuấn nắm trong tay. Đường Tuấn nói, quyền pháp rất bình thường, có gì đáng kiêu ngạo sao? Thực lực của Ban Đê và A Tha không yếu, có đủ tiêu chuẩn của Nguyên Anh cảnh đỉnh cao, nhưng ở trong mắt Đường Tuấn lại không khác gì trẻ con. Làm sao có thể? A Tha cùng Ban Đê trợn tròn hai mắt, không thể tin được. A Tha, còn không ra tay, Ban Đê quát lên. A Tha lấy lại tinh thần, nguyên tố phong bạo trong tay anh ta ngưng tụ, hóa thành một bộ cung tên khổng lồ, Trương 2152 tôi cũng nguyện sắp xếp cho ngài. Trong lòng Atha bây giờ hối hận vô cùng, sớm biết thế này thì đã không chọn địa điểm thi đấu ở mặt trăng, vậy nhưng lại đụng trúng lão quái vật này. Ban Đê cũng toàn thân run rẩy, nhưng anh ta đang bị Đường Tuấn tóm lấy, đến cơ hội chạy trốn cũng không có. Cái tên khốn khiếp Atha này, Ban Đê mắng. Yên tâm, anh ta không trốn thoát được, Đường Tuấn nói nếu để cho một nguyên anh cảnh đỉnh cao chạy trốn ngay trước mắt anh thì thật sự cười chết người ta rồi trong ánh mắt khiếp sợ của ban đê đường tuấn khua tay trong hư không a tha vốn đang lao đi vun vút đột nhiên dừng lại tiếp đó không tự chủ được mà lùi trở về với một tốc độ còn nhanh hơn cuối cùng đường tuấn một tay bắt lấy nắm đấm của ban đê một tay tóm lấy cổ của a tha đại nhân tha mạng ban đê và a tha cầu xin tha mạng đối với đường tuấn cung kính như thần đến suy nghĩ phản kháng cũng không có. Hai người yếu kém như vậy cũng dám ở trên mặt trăng động thủ. Đường Tuấn trầm giọng nói. Ngoại trừ trận pháp ẩn giấu tinh lộ kia, Đường Tuấn còn phát hiện một vài trận pháp khác, có vài trận pháp khó hiểu, tản ra một ít dao động khiến Đường Tuấn cảm thấy ra đầu tê dại. Nếu như Ban Đê và A Tha trong lúc chiến đấu không cẩn thận đụng phải thì đến bóng dáng tuyệt đối cũng không còn nguyên vẹn. Ban Đê và A Tha cười khổ, hai người đều là cao thủ hàng đầu trên tiên bảng, nhìn trong địa cầu cũng không có mấy người là đối thủ của bọn họ, không nghĩ tới trong miệng vị cao thủ thần bí này lại thành bất kham như vậy. Đường Tuấn hỏi, tình hình địa cầu hiện nay thế nào rồi? Lúc anh ta rời đi, ở địa cầu, đến nguyên anh cảnh cũng không còn, mà bây giờ địa cầu thế nhưng lại xuất hiện nguyên anh cảnh đỉnh cao cấp bậc cao thủ như này, rõ ràng là đã xảy ra biến cố lớn. Ban Đê và A Tha nhìn nhau, chẳng lẽ người này không phải tới từ địa cầu, mà là hư không hoành độ, từ ngoại vực tới sao? nếu thật là như vậy, vậy thì khó trách lại có thực lực như này. Qua lời kể của hai người Ban Đê và Atha, Đường Tuấn Đại Khái đã hiểu được tình hình của địa cầu hiện nay. Sau khi anh rời đi không lâu, nồng độ nguyên khí của địa cầu đã đạt đến cao độ trước nay chưa từng có, thậm chí vượt qua cả thời đại thượng cổ được ghi chép lại. Mà rất nhiều nhân vật đột nhiên xuất hiện, có những thiên tài ở thời đại này từng bước từng bước tu hành, cũng có những nhân vật qua ngàn năm bụi phủ bỗng chốc phá cấp lão tổ, nhưng mặc kệ là kiểu nào, tu vi của những người này trong thời gian ngắn đều đã đạt đến cảnh giới cực kỳ đáng sợ, mà người nổi bật trong đó sẽ được xếp vào tiên bảng. Nói như vậy, hai người cũng là người trên tiên bảng. Đường Tuấn hỏi. Ban Đê cười khổ nói, không dám, trước mặt đại nhân, sao dám đàm luận đến từ tiên, này. Trường 2.153 một biến cố lớn sắp phát sinh tại địa cầu Đường Tuấn xua tay nói tôi tự có tính toán. Cuối cùng. Đường Tuấn thả hai người họ đi, còn một mình mình bay về phía địa cầu. Địa cầu. Lúc này chính là nửa đêm, sắc trời tối đen như mực. Đường Tuấn đứng trên đường phố, nhìn nơi vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này, trong lòng vô cùng bùi ngùi. Rời đi sắp 4 năm, anh cuối cùng đã trở về. Thần thức của anh giống như dòng nước chảy tuôn trào, rất nhanh bao trùm toàn bộ thành phố. Dựa vào thần thức hóa thần cảnh của anh, nếu như muốn, thậm chí có thể đem thần thức bao trùm toàn cầu tiến hành giám sát 24 giờ. Dưới thần thức của anh lúc này, những điều phát sinh ở thành phố Lai Châu từng màn một lần lượt xuất hiện trong đầu của anh. Tố chất thân thể của người dân đất nước đã nâng lên ít nhất 3 lần, mặc dù vẫn chưa thể so bằng thế giới man hoang, nhưng so với trước đây đã mạnh hơn rất nhiều. Đường Tuấn nhìn thấy một đứa trẻ 7, 8 tuổi bình an nhảy xuống từ tầng 3, còn thấy được một ông lão nhẹ nhàng nâng lên khối sắt nặng gần 100 cân những điều này đều khiến anh có chút kinh ngạc, mới chỉ trong thời gian chưa đến 4 năm, địa cầu đã thay đổi nhanh chóng tựa như đã trải qua ngàn năm. Một biến cố lớn sắp phát sinh tại địa cầu, trong lòng đường Tuấn bỗng nhiên sinh ra loại dự cảm này. Anh nhanh chóng đẻ ý nghĩ này xuống, tiếp tục dùng thần thức dò xét thành phố Lai Châu. Trước kia, Hiệp hội Y học cổ truyền cùng tập đoàn Thiên Thanh đều là ở thành phố Lai Châu, có rất nhiều bạn bè, người thân của anh đều ở nơi này, cho nên anh trở về ở đây đầu tiên. Nhưng thần thức rộng lớn của anh đã quét qua cả thành phố, lại không có nhìn thấy bóng dáng của Hiệp hội Y học cổ truyền cùng tập đoàn Thiên Thanh, thậm chí ngay cả khí tức quen thuộc cũng không có. Chuyện gì đã xảy ra? Đường Tuấn nhíu mày, trong lòng bỗng nhiên có chút bất an. Ý niệm của anh lại vận động, thần thức tiếp tục khuếch tán ra. Lần này, anh cuối cùng cũng cảm ứng được hai luồng khí tức quen thuộc. Chương 2154: Dám khinh thường tôi, muốn chết? giọng nói của người đàn ông cả người bẩn thỉu khàn khàn nhưng kiên nghị, số tiền kia là để cho vợ tôi khám bệnh, các người đừng hỏng lấy đi. Người đàn ông này vậy nhưng lại là Ninh Đình Trung, sau khi được đường tuấn chữa khỏi bệnh béo phì, anh ta cũng xem như khá nhanh nhẹn, nhưng bây giờ lại chẳng nhìn ra nửa điểm giống trước kia. Phi, người đàn ông trung niên khinh thường nhổ nước bọt, âm thanh lạnh lùng nói, bà vợ kia của anh bị hổ tông sư đánh một trưởng đã sớm thành người thực vật rồi, còn chữa cái rắm. Ninh Đình Trung nói, tôi nhất định sẽ chữa khỏi cho cô ấy. Khóc mắt anh ta ẩm ướt. Lời của người đàn ông trung niên kia, anh ta sao lại không biết cơ chứ? Có lẽ y học hiện đại thật sự không có cách nào trị liệu, nhưng anh ta biết có một người có thể, anh ta nhất định phải chờ người kia trở về. Hừ, anh cho rằng bản thân vẫn là tổng giám đốc ninh của tập đoàn thiên thanh sao? Người đàn ông trung niên cười díu cợt rồi nói, không nộp phí bảo hộ cũng được, vậy thì sẽ chặt đứt một chân của anh ra tay lời của người đàn ông trung niên vừa thốt ra mấy người cao lớn mặc trang phục phương tây đứng đằng sau cười gần một tiếng đi về phía ninh đình trung hai chân ninh đình trung run cầm cập trong mắt lộ ra sự tuyệt vọng anh ta không dễ dàng gì kiên trì được gần nửa năm chẳng lẽ thực sự phải từ bỏ sao đương tuấn anh chừng nào thì trở về nhìn bộ dáng của ninh đình trung người đàn ông trung niên khinh thường nói lại còn tổng giám đốc ninh tôi nhổ vào nói xong Ông ta quay người liền đi. Bỗng nhiên một tiếng động nặng nề từ phía sau ông ta truyền đến. Người đàn ông trung niên quay người, trông thấy toàn bộ những thủ hạ kia đã ngã trên mặt đất, không động đậy được. Mà đứng phía trước ninh đình trung là một người trẻ tuổi. Ra đầu người đàn ông trung niên hơi hơi run lên, nội công của ông ta cũng đã luyện tới võ giả nhưng lại không phát giác được người trẻ tuổi này xuất hiện thế nào. Người này ít nhất cũng là cao thủ thần hải cảnh. Người đàn ông trung niên không dám do dự vội vàng khom người xuống, cung kính nói, chào đại nhân. Đường, đường Tuấn, Ninh Đình Trung nhìn thấy bóng lưng kia, âm thanh khẽ run nói. Đường Tuấn quay đầu, nhìn Ninh Đình Trung đáp, tôi trở về rồi. chương 2155, tôi điều trị cho Hồng Phượng trước đã. Nghi tâm của người đàn ông trung niên nổ tung. Đường Tuấn giống như không nhìn thấy, đến đầu cũng không quay qua hỏi, đã xảy ra chuyện gì. Ninh Đình Trung há hốc mồm, cảnh tượng vừa mới xảy ra thực sự quá quỷ dị. Khiến đạn xoay quạt lại, đây phải là tu vi như thế nào vậy? Có điều những sự việc chấn kinh trên người đường Tuấn Anh ta cũng đã nhìn qua không ít, cho nên rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh. Ninh đình trung thu lại cây gậy gỗ, đi vào trong nhà. Bên trong căn phòng tối om, một cô gái đang nằm trên chiếc giường cũ. Hai mắt cô gái nhắm nghiền, trên mặt không có bất kỳ biểu hiện gì, nếu như không phải còn có chút hô hấp yếu ớt thì cô ta không khác người chết là bao. Cô gái này chính là vợ của Ninh Đình Trung, U Dương Hồng Phượng. Nhìn cô gái giống như đang ngủ say, Ninh Đình Trung nức nở nói, Hồng Phượng vì cứu tôi đã cùng hồ cửu nhà họ Phương giao thủ, bị hồ cửu đánh một trường. Tu vi của Hồng Phượng khi đó mới là thần hải mà hồ cửu đã đột phá nguyên đan, cô ấy sao có thể là đối thủ của ông ta. Anh ta bỗng nhiên nhìn về phía đường Tuấn, trong mắt lóe ra tia sáng nói anh chắc chắn có thể chữa khỏi cho hồng phượng đúng không đường tuấn đi về phía trước bắt mạch cho u dương hồng phượng trên mặt anh lập tức hiện ra vẻ u ám kinh mạch trong người u dương hồng phượng bị đứt đoạn đã trở thành phế nhân sở dĩ không có chết đi là bởi vì trong cơ thể của cô ta có một cỗ lực lượng đang duy trì nhưng cỗ lực lượng này đã sắp tiêu hao hết đường tuấn hỏi hồ cửu là ai tại sao muốn ra tay với các người hổ cửu là tông sư nhà họ phương đặc biệt mời đến sau khi ông ta làm hại hồng phượng đã uy hiếp tôi bắt tôi giao ra cổ phần của tập đoàn thiên thanh nếu không ông ta sẽ trực tiếp giết chết hồng phượng tay ninh đình trung nắm chặt đến mức đốt ngón tay trắng bệch nói tôi biết bản thân rất vô dụng cũng rất xin lỗi anh anh đem tập đoàn thiên thanh giao lại cho tôi 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 lại nói đến đây nước mắt ninh đình trung đã rơi trên mặt đất đường tuấn vỗ vỗ vai anh ta rồi nói tôi không trách anh tôi sẽ lấy lại về. Tôi điều trị cho Hồng Phượng trước đã. Đường Tuấn lấy ra ngân châm, dùng thủ pháp thôi linh tơ, pháp lực hóa thành sợi tơ, nối lại kinh mạch đã đứt bên trong cơ thể của U Dương Hồng Phượng. Sau đó, anh lại lấy ra một viên linh quả để dược lực dung nhập vào người U Dương Hồng Phượng. Audio điện tử võ tấn bền chương 2156 anh đã làm gì chị Hồng Phượng? Mệnh phách chủ quản ý thức, Đường Tuấn trầm giọng nói, võ giả hồ cửu đã làm đứt kinh mạch của Hồng Phượng. Ngoài ra, tu pháp giả cũng ra tay rồi, là anh ta đã lấy đi mệnh phách của Hồng Phượng. Ninh Đình Trung ngạc nhiên, nghẹn ngào nói, còn có một tu pháp giả. Trong ánh mắt đường Tuấn hiện lên vẻ tức giận, người ra tay quả là độc ác, muốn Hồng Phượng sau khi chết phải chịu nhiều đau đớn. Ninh Đình Trung toàn thân run rẩy, trên khuôn mặt hiện rõ sự phẫn nộ, nói, là ai? Đường Tuấn bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, bên ngoài truyền đến tiếng hét kinh ngạc của một cô gái. Ninh Đình Trung vội vàng ra ngoài, sau đó dẫn cô gái vào trong. Cô gái này có một đôi mắt rất có hồn với dung mạo xinh đẹp, nhìn có vẻ rất đáng thương, khiến người ta không khỏi xót xa. Cô ta vỗ ngực nói với Ninh Đình Trung, anh Ninh. Những người bên ngoài là ai? Sao lại chết ở đây? Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tá tái mét, dường như trong lòng vẫn còn sợ hãi. Ánh mắt của Ninh Đình Trung dịu dàng hơn rất nhiều, nói bọn họ đến thu tiền bảo kê lúc nãy có người ở trong tối đã ra tay giết bọn họ anh ta cố ý giấu chuyện đường tuấn ra tay nếu tin đường tuấn trở về bị truyền ra ngoài sẽ chấn động nước việt nam ninh đình trung nói cô ấy là tiêu huyền nhi là bạn của hồng phượng sau khi hồng phượng và tôi xảy ra chuyện thì rất nhiều người bạn trước đây đều cắt đứt liên hệ với chúng tôi chỉ có vũ nhi thỉnh thoảng đến thăm hồng phượng tiêu huyền nhi cười và nói anh ninh đây đều là những chuyện tôi nên làm cô ta chợt thôi cười kinh ngạc nhìn hồng phượng đang nằm trên giường hai người bốn mắt nhìn nhau ánh mắt mơ hồ ban đầu của âu dương hồng phượng bỗng trở nên sợ hãi lo lắng chị hồng phượng tỉnh rồi tiêu huyền nhi lẩm bẩm ninh đình trung chỉ về phía đường tuấn và nói đây là một người bạn của tôi y thuật không tồi là anh ta đã làm hồng phượng tỉnh lại tiêu huyền nhi liếc nhìn đường tuấn khẽ nheo mắt cười và nói vậy à xem ra anh Ninh cũng có không ít bạn đấy. Cô ta đến bên giường và ngồi xuống, nói, để tôi bắt mạch cho chị Hồng Phượng để xem hôm nay tình hình sức khỏe của chị ấy thế nào. Ninh Đình Trung gật đầu, nhỏ nhẹ giải thích với Đường Tuấn, Vũ Nhi biết chút y thuật, khoảng thời gian này đều là Vũ Nhi chăm sóc sức khỏe cho Hồng Phượng. chương 2157, đó là giọng nói của Hồng Phượng. Ninh Đình Trung sướng sờ, anh ta đương nhiên không tin vào y thuật của Đường Tuấn nhưng thời gian này đều là tiêu huyền nhi chăm sóc cho âu dương hồng phượng nên chắc chắn sẽ biết rõ tình hình sức khỏe của âu dương hồng phượng nhiều hơn đường tuấn anh ta cũng không dám hỏi đường tuấn điều gì mồ hôi đầm đìa trên trán anh ta vậy phải làm sao ninh đình trung vội hỏi tiêu huyền nhi nói tôi cố gắng hết sức có lẽ sẽ cứu được chị hồng phượng nhưng quá trình này cần phải tập trung không được có chút sơ suất nào cô ta nhìn đường tuấn và lạnh lùng nói bảo bạn anh ra ngoài đi nếu không thì sẽ ảnh hưởng đến tôi. Chuyện này, Ninh Đình Trung do dự. Anh ta sẽ không nghi ngờ Đường Tuấn, nhưng lúc này anh ta không thể không lựa chọn. Ninh Đình Trung hỏi, Vũ Nhi, có phải cô nhầm rồi không? Ánh mắt của Tiêu Huyền Nhi trở nên hung dữ, cô ta khoanh tay và mạnh mẽ nói, anh Ninh. Anh đang nghi ngờ y thuật của tôi ư, nửa năm nay tôi đã chăm sóc cho chị Hồng Phượng, tôi có sai lần nào chưa? Nếu không có tôi thì chị Hồng Phượng đã chết từ lâu rồi nếu anh ta không ra ngoài ngay lập tức thì tôi sẽ không chữa trị cho chị Hồng Phượng. Ninh Đình Trung bắt đầu thấy khó xử, anh ta không ngờ Tiêu Huyền Nhi thường ngay dịu dàng lại trở nên mạnh mẽ đến vậy, điều này khiến anh ta không biết làm sao. Nhưng chuyện có liên quan đến tính mạng Âu Dương Hồng Phượng nên anh ta không có thời gian nghĩ ngợi nhiều. Tôi sẽ không đi, Đường Tuấn nói với giọng rất mạnh mẽ. Tiêu Huyền Nhi sắc mặt ủ rũ, hét lên, anh không đi thì tôi đi. Sứt lời, Cô ta làm ra vẻ muốn đi ngoài ra. Ninh Đình Trung hoảng sợ, bởi vì hiện giờ Tiêu Huyền Nhi rất có thể là cọng dơm cứu mạng cuối cùng của Âu Dương Hồng Phượng. Anh ta nhìn về phía Đường Tuấn, định mở miệng định nói gì nhưng Đường Tuấn không cho anh ta cơ hội để nói. Anh lạnh lùng nói, hôm nay cô cũng không được đi. Cô hãy đưa mệnh phách của Hồng Phượng ra đây. Bước chân của Tiêu Huyền Nhi khựng lại, ánh mắt hoảng sợ né tránh, nhưng cô ta lấy lại bình tĩnh ngay, trừng mắt nhìn Đường Tuấn và nói tôi không hiểu anh đang nói gì. Ninh Đình Trung cũng ngẩn người, giải thích Đường Tuấn. Vũ Nhi là chị em tốt với Hồng Phượng, cô ấy không thể làm ra chuyện này được. Đường Tuấn đến bên Âu Dương Hồng Phượng, gõ nhẹ lên trán của cô ta và hét lên, hồn ơi về đi. Trên ngón tay của Tiêu Huyền Nhi có mang một chiếc nhẫn có hình như năm ngôi sao sáng, lúc này trên chiếc nhẫn bỗng tỏa ra một luồng sánh sáng, bên trong phát ra giọng nói khủng khiếp. chương 2158, hồn phách của tôi rời khỏi cơ thể rồi. Tiêu Huyền Nhi lạnh lùng nói, nhà họ Phương muốn có được cổ phần tập đoàn Thiên Thanh trên tay anh, ai bảo anh không đưa ra. Không còn cách nào khác, nhà họ Phương tìm đến chỗ tôi, vừa đúng lúc tôi đã học một ít thuật pháp. Tôi đã thấy khó chịu với Âu Dương Hồng Phượng từ lâu rồi. Cô ta bỗng cười khúc khích, nói anh nên cảm ơn tôi mới đúng, hổ tông sư vốn muốn đánh chết cô ta, là tôi đã mở miệng cầu xin mới giữ được mạng cho cô ta. Hi hi, Thời gian này tôi đã lợi dụng cô ta để thử nghiệm không ít phép thuật, như là phệ hồn chú, băng phách thuật. Không ngờ vẫn không giết chết được cô ta, đúng là tiếc thật. Phệ hồn chú, băng phách thuật mà Tiêu Huyền Nhi nói đến đều là những pháp thuật nghe đến cái tên là biết vô cùng thâm độc, cô ta còn cười rất vui vẻ như đùa giỡn với Âu Dương Hồng Phượng. Âu Dương Hồng Phượng nghe xong, toàn thân run rẩy, dường như cô ta đang nhớ lại những nỗi đau ấy. Ninh Đình Trung thấy tức giận, nghe đến đây thì cả người xông về phía tiêu huyền nhi hừ không biết tự lượng sức mình tiêu huyền nhi khua tay trong tay cầm một cây roi đánh lên người ninh đình trung đến chảy máu cô ta cười và nói chút sức mạnh của anh không đủ để tôi chơi cô ta cầm cây roi trong tay nhìn đường tuấn và hỏi sao anh nhìn ra là tôi cô ta vốn dĩ muốn chơi thêm một thời gian nữa không ngờ lại bị người khác vạch trần nhưng cũng không sao dù sao cô ta cũng chơi chán rồi. Đường Tuấn nói, thuật pháp rất đơn giản, không qua được mắt tôi đâu. Khi Tiêu Huyền Nhi đi vào thì anh cảm nhận được hơi thở của Âu Dương Hồng Phượng trên người Tiêu Huyền Nhi, còn Tiêu Huyền Nhi cứ nghĩ đã ẩn giấu rất tốt sức mạnh tu luyện và hiện rõ trong mắt anh chỉ là cảnh giới thần hải mà thôi. Tiêu Huyền Nhi nói, kiêu ngạo. Thầy giáo của cô ta là một thuật pháp đại sư của Nam Phi, nghe nói vị thuật pháp đại sư kia là đệ tử ghi tên của đệ nhất cao thủ Bô Đơ ở Nam Phi. Bồ Đơ hiện giờ đứng thứ ba trên tiên bảng, có được sự kế thừa này nên pháp thuật cô ta tu luyện đương nhiên không bình thường, cô ta không tin Đường Tuấn có thể nhìn ra. Có lẽ là dùng các loại bảo vật như lá bùa, trong lòng Tiêu Huyền Nhi nghĩ. Cô ta nhìn Đường Tuấn, cười và nói, không biết anh từ đầu đến, nhưng hôm nay anh chắc chắn phải chết ở đây, hy vọng anh có thể để tôi chơi lâu một chút. Nói xong, cô ta lại quất cây roi trong tay, một âm thanh phá vỡ không trung vang lên tài năng thấp kém, chẳng phải anh rất thích giam giữ hồn phách của con người hay sao? Vậy tôi cũng giam giữ hồn phách của anh. chương 2159, trí tôn nhà họ Phương đâu rồi? Tiêu huyền nhi không dám có bất cứ do dự nào, cô ta chạy nhanh ra ngoài. Kinh hồn của cô ta không có hình thể thực chất, tốc độ rất nhanh. Trong chốc lát, cô ta xuyên qua ngôi nhà và bay về phía một nơi nào đó của thành phố Lai Châu. Chỉ cần tìm thấy thầy là có thể đối phó với anh ta rồi đây là suy nghĩ của tiêu huyền nhi bởi vì thầy giáo của cô ta cũng là một cao thủ thuật pháp của cảnh giới nguyên đan đường tuấn sao cậu để cô ta đi rồi ninh đình trung rất không cam tâm đường tuấn nói cô ta chạy không thoát đâu tôi phải lợi dụng cô ta để dụ những người khác ra thần thức của anh đi theo tiêu huyền nhi trừ khi tiêu huyền nhi rời khỏi trái đất nếu không thì sẽ không thoát được dấu vết của anh đường tuấn tìm một cái ghế ngồi xuống nhà họ phương làm sao thế Ninh Đình Trung thở dài, nói, sau khi cậu rời khỏi, có rất nhiều chuyện đã xảy ra trên trái đất, rất nhiều quái vật chìm trong giấc ngủ đều lần lượt tỉnh dậy, ở những ngọn núi lớn nổi tiếng xuất hiện rất nhiều cường giả, trái đất rơi vào hỗn loạn, nước Mỹ đã đặc biệt liệt kê một tiên bảng, dùng để xếp hạng 100 cường giả trên toàn cầu. Những cường giả có tên trên tiên bảng, ít nhất cũng là cảnh giới Nguyên Anh. Việt Nam có tất cả 18 người có tên trên bảng, trong đó tổng cộng có 6 người mạnh nhất, được gọi là Lục Đại Trí Tôn còn nhà họ Phương có một hộ pháp trí tôn. Anh ta nhìn đường Tuấn và nói, cậu không nên rời khỏi, bỏ lỡ cơ duyên lớn với trái đất. Năm đó cậu rời khỏi, trái đất vẫn chưa xuất hiện tu hành giả cảnh giới Nguyên Anh, nhưng giờ cảnh giới Nguyên Anh liên tiếp xuất hiện. Ngoài 100 người trên tiên bảng, còn có một số cảnh giới Nguyên Anh không được xếp vào tiên bảng. Anh từng nghe người ta nói, hiện giờ trái đất đang ở thời đại vùng dậy, tu hành một năm có thể so sánh với 10 năm trước. Còn Đường Tuấn đã rời khỏi hơn 30 năm rồi, đã bỏ lỡ cơ duyên này nên đã bị người khác vượt lên trước. Giờ có lẽ Đường Tuấn không có thực lực vào tiên bảng. Tiên bảng ư? Đường Tuấn mỉm cười, vào cảnh giới Nguyên Anh là có thể được liệt vào tiên bảng, tiên bảng kia không có trọng lượng nào trong mắt anh. Ninh Đình Trung khẽ cho mày, nói, sức mạnh của những cao thủ tiên bảng nằm ngoài dự đoán của cậu, giờ nước Việt Nam chúng ta mạnh nhất là Long Vương, nhưng chỉ xếp hạng 11 trong tiên bảng, thậm chí không lọt vào top 10. Nằm trong top 3 tiên bảng đều có danh hiệu của thần. Danh hiệu của thần ư, chẳng lẽ bọn họ đã là cảnh giới hóa thần rồi sao? Đường Tuấn hỏi, chương 2160, cảm ơn sư phụ đã cứu mạng. Anh ta cứ nghĩ mình nói nhiều như vậy, chắc Đường Tuấn cũng hiểu được một phần trong đó, không ngờ Đường Tuấn vẫn khư khư cố chấp. Đường Tuấn vươn vai nói, đừng nói là một trí tôn nhà họ phương bé tí tẹo kia, cho dù là top 3 tiên bảng cũng không cản được tôi. Nghe xong, Ninh Đình Trung muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Top 3 tiên bảng đều là sự tồn tại của thần mà anh ta chưa bao giờ được gặp. Anh ta thấy Đường Tuấn có hơi ngông cuồng khi nói ra lời này. Đường Tuấn đi ra bên ngoài. "Đình Trung, có lẽ lần này Đường Tuấn trở về thật sự có thu hoạch chấn động nào đấy." "Có thể sánh với cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao." Âu Dương Hồng Phượng nói bên tai Ninh Đình Trung. Ninh Đình Trung gượng cười, có thể sánh ngang với cảnh giới nguyên anh đỉnh cao, anh ta chưa bao giờ dám nghĩ đến. Thành phố Lai Châu, khu Tây Thành. Đây là căn biệt thự có sân riêng, có thể sống ở đây, hoặc là tỷ phú hoặc là cường giả võ đạo hay thuật pháp cao nhân. Trời vừa sáng, có một ông cụ đang hít vào thở ra. Ông ta đứng đối diện với mặt trời mọc, luyện hóa nguyên khí trời đất. Khi ông ta hít vào thở ra thì cây cỏ trong sân đều lung lay, chim trời bay lượn không chịu rời đi phía sau ông cụ có một số người đều có vẻ mặt tôn kính. Những người này bên ngoài đều có thân phận và địa vị, dường như đều là cậu chủ cô chủ, nhưng trước mặt ông cụ lại chỉ có thể ngoan ngoãn làm đệ tử chấp lễ. Sư phụ tu luyện ngày càng tinh tấn, có lẽ rất nhanh sẽ phá được cảnh giới. Thêm 10 năm nữa, tiên bảng chắc chắn sẽ có chỗ cho thầy. Nếu con có thể học được một phần người của thầy thì đời này đã thấy đủ rồi. Những người này xì sầm bàn tán, ông cụ đích thực là cao nhân bên ngoài thế giới trong mắt bọn họ khi tu luyện tránh nóng này hãy giữ bình tĩnh lại và cố gắng tu luyện vào đúng lúc này giọng nói của ông cụ chợt vang lên bên tai bọn họ bọn họ vội vàng vâng dạ kính sợ ông cụ bỗng nhiên một tia sáng từ phía đông bay đến và rơi xuống sân ánh sáng tản đi hóa thành một bóng người hóa ra là tiêu huyền nhi chỉ là toàn thân cô ta đều bốc cháy nhìn có vẻ rất đáng sợ cô ta tu luyện không đủ, hồn phách không thể chống lại ánh mặt trời. Sư phụ, cứu con, giọng nói của Tiêu Huyền Nhi vô cùng yếu ớt. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 2160.